Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ sẽ gửi đến quý khán giả một phần ý kiến của một khán giả, một fan hâm mộ Cường trở về từ Pháp về thăm quê nhà, và chị ấy cảm xúc khi mà về trong tháng 12 nhưng không xem được show nào của Cường, và chị ấy chọn một phòng trà, đó là phòng trà Vừng, để đến ủng hộ phòng trà. Và bây giờ thì Xuân Mỹ xin cả nhà đợi, Xuân Mỹ sẽ mở file cái file của chị ấy nói chuyện và những cái hình ảnh mà chị ấy gửi cho Xuân Mỹ nè cả nhà, để Xuân Mỹ gửi cho cả nhà xem ha. Đây là hình ảnh bên trong phòng trà vào tối hôm qua 15 tháng 12. Có sự biểu diễn, phần biểu diễn của Ali Hoàng và Quốc Thiên cả nhà. Ali Hoàng và Quốc Thiên nha. Và đây, rồi bây giờ Xuân Mỹ xin nè cả nhà, đây Xuân Mỹ xin cho cả nhà nghe ha. Trong phòng trà ca nhạc Vừng nằm tại đường Trần Quốc Thảo. Mục đích chuyến về thăm quê hương lần này của tôi là ấp ủ kế hoạch về xem show của con trai Hồ Văn Cường. Khi nghe tin con có 3 show tháng 12, tôi đã rất là vui mừng và cứ ngỡ rằng là chắc chắn về Việt Nam lần này tôi sẽ được tham dự ủng hộ show diễn của con. Tuy nhiên do rất nhiều cái sự cố bất ngờ đột ngột xảy ra mà tôi đã lỡ cả ba show tháng 12 của con. Tôi rất là buồn, nhưng mà tôi cũng tự an ủi mình bằng cách là tôi đến xem một show diễn của phòng trà ca nhạc Vừng. Đến đây để cảm nhận, hình dung ra cách đây hơn một tuần, cậu ca sĩ, sứ giả cảm xúc của nhà xanh chuối đã đứng trên sân khấu này, tưởng tượng ra con đang biểu diễn tại đây và vẫn nghe vang vang trong tiềm thức giọng ca truyền cảm của con trai quốc dân Hồ Văn Cường. Và mục đích thứ hai của tôi cũng muốn đến đây là để ủng hộ phòng trà ca nhạc Vừng. Một nhà tổ chức show giỏi giang, trẻ tuổi, người đã yêu quý, trân trọng cậu bé sứ giả cảm xúc. Thực ra trước đây thì tôi không hề biết một cái phòng trà, chưa từng bao giờ đến một cái phòng trà ca nhạc nào tại thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì tôi xa quê hương cũng đã rất là lâu, cũng hơn 20 năm. Cho nên thời xưa khi tôi còn sống tại quê nhà thì cũng không có nhiều phòng trà ca nhạc. Thế khi mà một cái trào lưu phòng trà ca nhạc có rất nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh thì lúc đó tôi đã không còn ở Việt Nam, cho nên tôi cũng chưa từng bao giờ đi phòng trà ca nhạc. Nhưng mà nhờ có là theo dõi sự kiện của con trai Hồ Văn Cường, cho nên theo dõi từng bước chân của con, cho nên tôi được biết rằng con có show diễn ở 2 show diễn tại phòng trà ca nhạc Vừng. Và từ đó tôi đã tìm hiểu phòng trà ca nhạc Vừng, và tôi đã đem cái lòng yêu quý, và tôi nói thôi, mình đã lỡ không có ủng hộ được con trai Hồ Văn Cường thì mình đến đây ủng hộ cho phòng trà ca nhạc Vừng. Và khi tôi đến thì trong cái cảm xúc mà hình dung về con Hồ Văn Cường diễn ra ở đây, hát ở đây cách đây hơn 10 ngày, thì tôi cũng quan sát phòng trà ca nhạc. Tôi thấy đó là một phòng trà nhỏ gọn, ấm cúng, và cái style kiểu cổ điển, và âm nhạc thì rất là tuyệt vời, dàn nhạc các bạn chơi rất hay. Tôi đi là đêm thứ năm, có ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ có rất nhiều ca sĩ trẻ, và tôi cũng không nhớ rõ về các bạn, nhưng mà tôi thấy tất cả mọi ca sĩ đều có cái giọng ca rất là tuyệt vời. Và khi nghe live tôi cũng có một cái
feeling rất là bay bổng. Và nhờ có con trai Hồ Văn Cường mà tôi biết đến được phòng trà ca nhạc Vừng, và tôi mến mộ tất cả các bạn. Nhưng mà tôi vẫn luôn luôn mong ước là các phòng trà ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ mời con trai Hồ Văn Cường nhiều hơn nữa để tôi được dịp về. Nếu mà tôi trượt lần này thì tôi lại được xem một lần khác. Và tôi thấy ghen tị với các bạn fan ở Việt Nam, thì các bạn có thể xem show của Hồ Văn Cường bất cứ lúc nào cũng được, có rất là nhiều cơ hội để xem. Còn như chúng tôi, những người sống ở nước ngoài, thì chúng tôi phải tùy theo hoàn cảnh của từng người. Có bạn ở Mỹ, có bạn ở Đức, có bạn ở Úc. Nếu như mà người ta có cái chủ động được về thời gian, tùy thuộc theo công việc của các bạn, có những bạn chủ động về thời gian, nghe có show một cái là bay về để xem, để tham dự show luôn. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì mỗi lần tôi đi nghỉ phép, tôi phải xin cơ quan trước 3 tháng. Và tôi lúc đó thì chưa hề có thông tin gì là Hồ Văn Cường sẽ diễn ở đâu, nhưng mà tôi cứ lấy một cái ngày nghỉ phép đại đi thôi, thì tôi nghĩ rằng là tháng 12 cuối năm thì chắc chắn là Hồ Văn Cường sẽ có nhiều show, cho nên tôi đã xin phép từ Hồ Văn Cường. Đó cả nhà, đó là ý kiến một câu của một chị fan làm việc ở Pháp, định cư ở Pháp, nhưng tháng 12 này về thì lại dột cả ba show của Cường. Và ngày 20 tháng 12 thì chị ấy trở lại Pháp, và cũng không thể xem cái show 1 tháng 1 ở tại May Sài Gòn.